Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa đến từ công ty cổ phần xây dựng Kisato. Và hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người một căn phòng ngủ mà chúng tôi đã thiết kế và thi công cho gia chủ tại thành phố Ninh Bình, một ngôi biệt thự tân cổ điển tại đây. Và cái sản phẩm chính mà chúng tôi cung cấp ở đây và muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là sản phẩm phào chỉ trang trí trần theo phong cách PU tân cổ điển. Và đây thì mọi người có thể thấy là một căn phòng ngủ được trang trí với tổng diện tích là 25m², trong đó là chúng tôi thi công toàn bộ hạng mục cửa gỗ nhựa composite và hạng mục phào chỉ PU. Đó thì như mọi người đã theo dõi kênh của chúng tôi thì biết là những cái sản phẩm như này nó chỉ áp dụng cho những căn nhà có giá trị cao đó và có mức chi phí đầu tư tốt, đảm bảo về cái mức độ sử dụng hiệu quả, lâu bền và có tính chất sang trọng thì chúng ta sẽ dùng đến những cái sản phẩm như này. Thì tổng quan cho mọi người, đầu tiên chúng ta bước vào qua một cánh cửa bằng cửa gỗ nhựa composite. Thì bộ cánh cửa này cũng được trang trí các cái đường phào chỉ theo phong cách tân cổ điển, nó bằng cửa gỗ nhựa composite nhé, chống nước tuyệt đối. Và bên cạnh đây thì mọi người có thể thấy là chúng tôi có thiết kế cho gia chủ và thi công toàn bộ các cái phần phào chỉ PU đó, chất liệu bằng PU mọi người nhé. Chất liệu PU như thế này thì nó có cái ưu điểm là về cái chất liệu, ưu điểm của nó là chống nước, chống mối mọt đấy, chống cháy tuyệt đối, nên là nó sẽ bền và nó không bị bẩn. Tại vì khi chúng ta sơn PU vào nó chất liệu là PU và sơn bóng 2K vào nó rất là sáng bóng và sạch sẽ nhé. Thì chi tiết ở đây mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi có những cái đường chỉ này, đây đường chỉ 6 phân, đấy đây đường chỉ 3 phân. Đó, các cái đường chỉ này sẽ có những cái giá trị về tiền khác nhau và giá trị về mặt thẩm mỹ khác nhau. Nó giống như một cái khung tranh và ở giữa là trang trí kiểu vải dán tường hoặc là giấy dán tường. Đấy, mọi người nhìn thấy làm sang trọng hơn rất nhiều cho căn phòng ở đây. Bên cạnh đó thì những cái chi tiết góc của những bức tranh này chúng tôi đều có những cái hoa văn bằng PU trang trí đó, và hoa văn bằng PU trang trí để nó phù hợp với cái thẩm mỹ của ngôi biệt thự tân cổ điển ở đây. Đó, đây là một cái bức vách này, bên này mọi người cũng có thể thấy là chúng tôi trang trí những cái phào chỉ bức vách khác nhau đó, rất là đẹp và lộng lẫy. Thì nó là giải pháp của phần thi công nội thất nha mọi người. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể nhìn ở cái mặt này, mặt này chúng tôi cũng có kết hợp gia chủ chứ không hẳn là lạm dụng quá nhiều về các cái hệ thống phào chỉ PU như này. Đó, nó làm bằng gỗ tự nhiên, đó, ốp cột bằng gỗ tự nhiên. Thì tất nhiên những cái vị trí ốp cột như này chúng tôi cũng có thể làm bằng những cái phào chỉ PU, có thể là dát vàng hoặc không, như căn phòng này cũng được, nhưng mà chúng tôi muốn điểm gỗ vào cho nó đẹp. Bên cạnh đó thì mọi người có thể nhìn lên phía trên trần. Đó, toàn bộ cái phần trần ở đây là chúng tôi dùng trần bằng tấm Picomax kết hợp với khung xương bằng inox, đi với khung xương rất là dày 60cm. Đó, chúng tôi không dùng trần thạch cao bình thường bởi vì những cái phào chỉ PU này nó có giá trị cũng khá là cao, nên là theo yêu cầu của chủ nhà chúng tôi dùng những cái sản phẩm mà nó bền lâu dài trên 15 năm và ít phải sửa chữa đó và sạch sẽ. Đó, thì mọi người nhìn thấy là toàn bộ những cái chi tiết phào chỉ trang trí ở phía bên dưới này, rồi bên đường cong này đó, rồi giật cấp phía bên trong, đặc biệt là trên trần này có những cái mâm đấy, toàn bộ cái mâm này làm bằng chất liệu PU và sau sẽ treo đèn trang trí hoặc quạt trần ở đây đấy, đèn hắt phía bên xung quanh đấy. Và ở trên tay tôi đây là một cái tấm PU mà chúng tôi đang chờ thi công ở phía bên dưới đó, mọi người nhìn thấy tấm PU đây. Về cái cách thi công thì chúng tôi sẽ bắn những cái đinh bê tông này liên kết giữa cái tấm PU này vào trong tường để nó bắt rất là chắc nha mọi người. Chúng tôi phải xử lý mối nối và sơn bóng 2K ở phía mặt ngoài như vậy, đó, rất là bền, chống nước tuyệt đối, chống cháy luôn mọi người nhé, không có cháy gì cả, đó, rất là sang. Và những cái phào chỉ như này chúng ta có thể áp dụng được cả phong cách hiện đại lẫn phong cách tân cổ điển. Và cửa ở đây chúng tôi dùng là cửa nhôm sinh pha nhập khẩu kết hợp với kính hộp 3 lớp đó, chống ồn tuyệt đối và rất là mát, kết hợp với nan đồng trang trí phía bên trong. Tay nắm bằng phụ tay nắm là dùng phụ kiện khóa Cimex mọi người nhé, một thương hiệu của Mỹ đó, rất là bền và êm đó. Thì ở đây là chia sẻ của chúng tôi về tổng hợp trong một căn phòng cho ngôi biệt thự tân cổ điển hoặc lâu đài, gồm những cái sản phẩm rất là cao cấp ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chia sẻ về nội thất cũng như là các cái sản phẩm cao cấp
dùng để trang trí trong phòng khách, phòng ngủ hoặc các phòng ở đây thì tại thành phố Ninh Bình. Nếu ai có quan tâm về cái hệ thống phào chỉ PU đó, kết hợp với có thể là dát vàng hoặc không dát vàng, rồi những cái cửa gỗ nhựa composite hoặc là cửa nhôm sinh pha kết hợp kính hộp phụ kiện Simex Mỹ, mọi người có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế và thi công, tư vấn những cái sản phẩm chất lượng cao, độ bền lâu năm và đẳng cấp sang trọng cho căn nhà của mọi người nhé, phù hợp với cái túi tiền cũng như là cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video chia sẻ lần sau của chúng tôi về các cái sản phẩm về nội thất hoặc là các cái sản phẩm chất lượng cao phù hợp với chi phí giá cả. Xin chào và hẹn gặp lại.